Hướng Dương Ngược Nắng, Minh bị cảnh cáo không được lén phén với Kiên. Quý vị khán thính giả thân mến, trong Hướng Dương Ngược Nắng, Minh đã bị cảnh cáo không được lén phén với Kiên sau khi thân mật ở công ty và Châu đã tình cờ nghe thấy tất cả. Tập 21 Hướng Dương Ngược Nắng, Châu đã tình cờ nghe thấy cuộc nói chuyện của Minh và Trí. Trí, Minh nói chuyện với nhau về Kiên sau khi chia tay Châu, Kiên lại bất ngờ thân mật với Minh. Ở công ty, anh còn dặn Minh phải cẩn thận. Chứng kiến chị gái xuất hiện bên Kiên, Chí đã gọi riêng Minh ra một góc và dặn dò chị là không được lén phén với Kiên, bởi Kiên là hoa đã có chủ, mà chủ của Kiên không ai khác, chính là Châu. Chí đã nói với Minh rằng, mình có thể không ưa Ngọc nhưng lại rất quý Châu. Thế nên, Chí cảnh cáo Minh hãy tránh xa Kiên ra, kẻo lại xảy ra chuyện chị em tương tàn vì đàn ông. Khi Chí nói những lời này với Minh, Châu đã tình cờ cùng có mặt với Ngọc nghe được tất cả câu chuyện của hai chị em Minh và Chí. Có vẻ như bản thân Châu cũng đang hiểu lầm Minh chính là kẻ thứ ba xen vào mối quan hệ của mình. Trước đó, cô đã bắt gặp cảnh Kiên ga lăng mở cửa xe cho Minh và tỏ ra vô cùng tức giận. Việc Châu hiểu lầm cũng dễ đoán vì cô không hiểu tại sao Kiên lại đột nhiên muốn chia tay, tuyên bố không còn tình cảm với mình. Về phía Kiên, anh từng có mối duyên với Minh trong quá khứ khi trong một cảnh hồi tưởng, bộ phim đã hé lộ việc Minh từng cứu và chăm sóc Kiên lúc còn ở trên núi. Tuy nhiên khi gặp lại, Kiên luôn vờ như không quen biết Minh. Kiên còn biết là Hoàng có tình cảm với Minh. Thế nhưng không hiểu tại sao trong một phân cảnh ở quán bar, Kiên lại tưởng tượng ra hình ảnh của Minh khi nhìn Châu đang nhảy múa. Phải chăng Kiên cũng thực sự có gì đó với Minh? Trong một diễn biến khác hết sức bất ngờ ở tập 21 sẽ diễn ra là Châu đã phát hiện mình mang bầu. Điều này lại dấy lên một làn sóng phản ứng dữ dội với cách hành xử và thái độ của Kiên đối với Châu. Và fan của cặp đôi Hồng Đăng Hồng Diễm đã dành hết tình thương yêu cho nhân vật Minh Châu của Diễm trong phim này. Sự việc Châu mang bầu khiến cho ân oán giữa các thành viên trong gia đình họ Cao ngày càng trở nên gay gắt hơn. Có thể thấy trên các hội nhóm yêu phim, đông đảo khán giả đã vào bình luận dành tặng cho Hồng Diễm cơn mưa lời khen về khả năng diễn xuất, đặc biệt là diễn xuất bằng mắt. Đồng thời đó chính là tình cảm của khán giả dành cho nhân vật Minh Châu. Chúng ta hãy cùng đón xem tập 21 của Hướng Dương Ngược Nắng và những tập tiếp theo của bộ phim này để không bỏ lỡ một chi tiết đặc biệt nào nhé. Phim phát sóng lúc 21 giờ 40 các ngày từ thứ 2 đến thứ 4 hàng tuần trên kênh VTV3. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy bấm đăng ký kênh tin tức 24 giờ TV để theo dõi mỗi ngày. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật và cung cấp những thông tin nổi bật nhất. Quý vị hãy nhớ đón xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.